tử vi tuổi canh thân sinh năm 1980 bước sang tháng 2 âm lịch năm quý mão 2023 gặp hung hay cát phúc hay họa, giàu hay nghèo làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và đón nhiều vận may đến với mình hôm nay mình được tử vi rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục tử vi 12 con giáp tuổi canh thân sinh năm 1980 được các nhà chim tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao và sự chuyển biến của thiên can, địa chi, ngũ hành của bản mệnh tuổi canh thân chỉ ra rằng trong tháng 2 âm lịch năm quý mạo tới đây với những dấu hiệu may mắn những người tuổi canh thân hiểu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm được thời cơ, giải hung, hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh của mình đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi canh thân, sinh năm 1980, tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023. Người tuổi canh thân, sinh năm 1980, là tuổi con khỉ, thuộc mệnh mộc thạch lựu mộc, nghĩa là gỗ cây thạch lựu. Nếu xuất hành đi xa, hay thực hiện những việc lớn, quan trọng, thì người tuổi canh thân, sinh năm 1980, nên khởi hành vào, giờ chẵn, ngày lẻ và tháng chẵn. Khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này, thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, thuận lợi, thu về nhiều kết quả, vạn sự như ý, đại cắt, đại lợi. Tổng quan về tử vi tuổi canh thân, sinh năm 1980. Người tuổi canh thân có cuộc sống ở mức khá, không dư giả quá cũng không thiếu thốn quá, tài vận và địa vị có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển, những người tuổi này thường được hưởng lộc bất ngờ, nếu sống tốt đời đẹp đạo sẽ được hưởng vinh hoa phú quý vào ngày sau, con cháu cũng nhờ đó mà được phúc phần, thành đạt trong tương lai. Người tuổi canh thân có số hưởng thọ từ 71 tuổi đến 80 tuổi, những người thật thà ăn ở lương thiện, làm nhiều việc tốt thì tự khắc tuổi thọ được gia tăng sự nghiệp có được sự vững vàng ở 35 tuổi trở đi, tài lộc vượng phát vào năm 45 tuổi, bạn sẽ kiếm được một khoảng cách xù. Đức tính chăm chỉ chịu khó là một trong những nét nổi bật của người tuổi canh thân, nhờ tinh thần hiếu học cùng trí thông minh bẩm sinh, họ có được vốn kiến thức sâu rộng, tài trí và óc phán đoán nhanh nhạy, giúp họ luôn chủ động trong công việc. Những người tuổi canh thân, giàu trí tiến thủ, không ngừng vươn cao trong mọi hoàn cảnh, họ dễ thích nghi và đem lại lợi ích cho nhiều người. Theo tử vi khoa học thì trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 tháng có nguyệt lệnh rơi vào đất tử ở thân cho nên con giáp này có thể sẽ đón một tháng trước khó sau thuận vận khí có xu hướng giảm sút gây không ít trở ngại ở đầu tháng đòi hỏi bạn phải cẩn thận ứng phó so sánh gây ra ảnh hưởng tồi tệ hơn lên toàn cục diện công việc khá bận rộn áp lực cũng không nhỏ nhưng được các tinh nâng đỡ nên vẫn mở ra nhiều cơ hội thăng tiến khi bạn chứng tỏ được năng lực của mình chỉ cần bạn làm việc có sự tính toán kế hoạch ổn thỏa con đường thăng tiến vẫn luôn rộng mở để chào đón bạn thời gian này người tuổi canh thân cần tập trung cải thiện các mối quan hệ xã giao không nên thể hiện cái tôi quá mạnh biết lắng nghe ý kiến của mọi người để ngày càng hoàn thiện bản thân sẽ tốt hơn sức mạnh tập thể sẽ giúp bạn đi xa hơn so với khi làm việc độc lập một mình và sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi canh thân, sinh năm 1980, trong tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm, sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp. Xem tử vi tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023 cho thấy, người tuổi canh thân, sinh năm 1980, không được nguyện lệnh ủng hộ, nên làm gì cũng có cảm giác trục trặc bất thuận, tuy nhiên khó khăn chỉ là nhất thời bản mệnh vẫn có cơ hội chuyển mình khi đủ nỗ lực và kiên trì tự chiến thắng số mệnh nguyệt lệnh lâm tử khiến công việc trong tháng có phần tiến triển chậm chạp lúc này nếu bạn không tập trung và nghiêm túc thì rất dễ phạm sai lầm để lại hậu quả không dễ gì giải quyết nhất là những việc liên quan đến thủ tục giấy tờ hành chính nhiều khi đã mất tiền rồi mà vẫn chưa giải quyết êm xuôi phải mất công mất sức tổn hao trí lực dù vận khí xa suốt như vậy nhưng bạn vẫn có không ít cắt tinh che chở có thể tìm được ánh sáng trong hoàn cảnh tối tăm bạn đang được hai cắt tinh tử vi và giải thần chiếu mệnh công việc trước khó sau thuật khối lượng công việc nhiều khiến bạn thường quay cuồng bận rộn áp lực cũng không nhỏ nhưng vẫn mở ra nhiều cơ hội thăng tiến khi bạn chứng tỏ được năng lực của mình chỉ cần bạn làm việc có sự tính toán kế hoạch ổn thỏa con đường thăng tiến vẫn luôn rộng mở để chào đón bạn vì thế tháng này đòi hỏi bản mệnh phải tập trung tinh thần cao độ tránh lối làm việc tùy hứng thích thì làm không thích thì bỏ có như vậy mới tránh được thất bại một khi đã xác định phương hướng và mục tiêu rõ ràng bạn chỉ cần căn cứ vào kế hoạch lập sẵn là mọi việc sẽ đâu vào đó đây cũng là lúc bạn thể hiện bản thân mình vận dụng tinh thần sáng tạo để tự tạo ra lợi thế cho bản thân mình có khả năng cao bản mệnh sẽ cho ra đời những ý tưởng sáng tạo vô cùng độc đáo và mang giá trị cao được hưởng lợi không ít từ đó Thời gian này, người tuổi canh thân, sinh năm 1980 còn cần tập trung cải thiện các mối quan hệ xã giao, vì vận khí giảm, nếu không có quý nhân giúp sức e rằng một mình bản mệnh ứng phó với khó khăn sẽ vô cùng vất vả. Đừng thể hiện cái tôi quá mạnh, biết lắng nghe ý kiến của mọi người, để ngày càng hoàn thiện bản thân sẽ tốt hơn, sức mạnh tập thể sẽ giúp bạn đi xa hơn so với khi làm việc độc lập một mình. Về mặt tài vận, Bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023, người tuổi Canh Thân, sinh năm 1980 không có tài tinh chiếu mệnh nên tình hình tài chính chỉ ở mức bình ổn, không có quá nhiều biến động. Chính tài chứng lại chưa thấy dấu hiệu tăng, may mắn thứ tài có chút khởi sắc, người kinh doanh, buôn bán hay đầu tư có thể thu lời nhưng không nhiều, bạn vẫn nên lên kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn để hạn chế sai lầm với người không mưu cầu quá cao thì tình trạng bình ổn này có thể vẫn khá lý tưởng với bạn bạn cũng không vội hay lo lắng nhưng nếu là người giàu tham vọng thì có thể sẽ rất sốt ruột và muốn nhanh chóng tìm ra cách để thúc đẩy thu nhập tăng tiến hơn tuy nhiên nếu đang ấp ủ dự định hay kế hoạch đầu tư kinh doanh cần sử dụng nguồn vốn lớn bạn cần tính toán hết sức thận trọng kẻo vận khí xa suốt sẽ khiến mưu sự khó thành tiền bạc như muối bỏ biển lợi bất cập hại con giáp này cũng cần phải chú ý, tỉnh táo và có bản lĩnh, tránh bị cán rỗ, khiến bản thân xa vào tà đạo, kiếm tài lộc bất chính, do sự tổn thất của người khác mà bản thân thu về lợi lộc. Bạn cũng đừng quên tháng này, nguyệt lệnh rơi vào đất tử, nếu có đầu tư, kinh doanh, nên tiến hành ở quy mô nhỏ, tránh hùn hợp quá nhiều vốn cùng lúc kẻo không thu hồi được vốn liếng. Xem phi tinh tháng. Bát bạch tài tinh bay vào hướng tây nam, gặp nhị hắc hung tinh, nơi này cần được chú trọng dọn dẹp sạch sẽ và bài trí phong thủy hợp lý, thì tài khí của gia chủ mới vượng. Để kích hoạt tài khí, người tuổi canh thân, sinh năm 1980 có thể đặt tượng Tỷ Hưu Phong Thủy hay Kỳ Lân Phong Thủy ở vị trí này. Đây là vật phẩm phong thủy vừa có tác dụng hóa sát hóa giải xui xẻo, vừa mang tới may mắn về tiền bạc cho gia chủ. Về mặt tình cảm, xét về phương diện tình cảm cho thấy trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 thì đây không phải là tháng may mắn về nhân duyên của tuổi canh thân nguyệt lệnh lâm tử xuất hiện, khiến bạn trở nên đa sầu, đa cảm, dễ suy nghĩ tiêu cực, dẫn đến một số phiền muộn nhưng khó chia sẻ với người khác, tâm trạng lúc nào cũng nặng trĩu, người độc thân vẫn chưa tìm được đối tượng ưng ý. Tâm trạng khá chán nản, nhưng duyên chưa tới, thì bạn cũng không thể cưỡng cầu, đừng quá đặt nặng việc phải có ai đó bên cạnh, nếu bạn vẫn đang tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Với các cặp đôi, mối quan hệ của hai bạn rơi vào tình trạng bế tắc, vết dạn nứt ngày càng lớn hơn, nguyên nhân chủ yếu xuất phát do chính bản thân con giáp này bạn có xu hướng quan tâm tới cảm xúc của mình nhiều hơn là suy nghĩ và cảm nhận của đối phương chính sự áp đặt của bạn thường châm ngòi mâu thuẫn giữa cả hai bạn nghĩ vấn đề của mình là quan trọng và cần được ưu tiên nên sẵn sàng gạt ngang những điều nữa kia chia sẻ sự bất công này khiến cả hai hiếm có cuộc nói chuyện nào kết thúc trong hòa bình các cặp vợ chồng dễ có mâu thuẫn hoài nghi hiểu lầm lẫn nhau khiến ai cũng mệt mỏi không khí gia đình căng thẳng đôi bên nên có cuộc nói chuyện rõ ràng để sớm chấm dứt tình trạng hiện tại nhé về mặt sức khỏe Bước sang tháng mới, người tuổi canh thân, sinh năm 1980 nên chú ý hơn tới việc chăm sóc sức khỏe của bản thân mình, làm việc quá sức có thể khiến bạn thường xuyên thấy mệt mỏi, uể oải, như vậy càng khó tập trung công việc được. Để cải thiện tình hình này, người tuổi canh thân nên chú ý cải thiện chế độ dinh dưỡng, tăng cường luyện tập thể dục thể thao và luôn suy nghĩ lạc quan, hành xử vui vẻ để tâm lý thoải mái, có như vậy sức khỏe mới tốt và duy trì ổn định lâu dài được. Xem phi tinh tháng có nhị hắc chủ ốm đau, bệnh tật bay vào trung cung, ở vị trí chính giữa ngôi nhà, căn phòng, đây là vị trí tích tụ nguồn năng lượng xấu, ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của bạn, và gia đình. Bạn nên giữ cho vị trí này luôn, sạch sẽ, gọn gàng, để giảm thiểu hung tính của nhị hắc. Muốn thành công thì người tuổi canh thân cần phải có, niềm tin, nghị lực, để vượt lên chính mình. Con đường đi đến thành công không bao giờ trải đầy hoa hồng, mà luôn tiềm ẩn muôn vàn khó khăn thử thách trong đó những cám dỗ và nỗi sợ hãi từ bản thân chính là thử thách lớn nhất vì vậy chiến thắng bản là chiến thắng hiền hách nhất chiến thắng là từ ngữ chỉ kết quả tốt mà chúng ta đạt được sau một quá trình đấu tranh và vượt qua thử thách bản thân là tất cả mọi thứ thuộc về cá nhân mỗi người bao gồm cả hình thức và nội tâm ở đây nó hướng tới những mặt tối tăm tiêu cực trong mỗi con người chiến thắng bản thân chính là tự đấu tranh vượt qua được những mặt xấu xa của chính mình vượt qua sự mặc cảm sự tự ti vượt qua nỗi sợ hãi và sự cám dỗ từ bên ngoài hay sự ích kỷ xấu xa tiềm ẩn trong chính bạn câu nói chiến thắng bản thân là chiến thắng hiền hách nhất nhấn mạnh việc mỗi cá nhân dám mạnh mẽ thoát khỏi lớp vỏ yếu kém của bản thân dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống từ khi sự sống bắt đầu hình thành con người vốn chỉ là một cá thể vô cùng nhỏ bé để tồn tại và phát triển con người buộc phải đấu tranh những ngày sơ khai họ đấu tranh với thiên nhiên khắc nghiệt và dã thú sau này phải đấu tranh với các tộc người khác và các thế lực khác để bảo vệ quê hương gia đình nếu chán nản buông xuôi hay ngay từ đầu đã tự cho rằng mình không có đủ khả năng chiến thắng thì sự sống của bạn cũng sẽ vĩnh viễn dừng lại ở đó nếu có sống cũng chỉ là sự tồn tại vô ý nghĩa cuộc chiến khó khăn nhất thực ra là cuộc chiến với chính mình chiến thắng bản thân là vô cùng khó khăn phức tạp đối tượng đấu tranh trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không dễ nhận diện bởi lẽ kẻ thù của chúng ta trong cuộc chiến ấy là vô hình và ẩn nấp trong chính bản thân ta đó là sự ích kỷ sự tham lam tự ti kiêu ngạo hay thói quen xấu trưởng thành buộc chúng ta phải đối mặt với muôn vàn tình huống gặp gỡ muôn vàn đối tượng lúc còn nhỏ thì dễ bị hấp dẫn bởi những món đồ chơi có thể bỏ đồ chơi sang một bên để làm bài tập đó là chiến thắng bản thân mỗi buổi sáng thức dậy đúng giờ cố gắng thoát khỏi sự hấp dẫn của giấc ngủ để đến trường đúng giờ đó là chiến thắng sự lười biếng của chính mình hay việc dũng cảm đứng lên nhận lỗi khi làm sai mà không sợ bị mắng dám nhận điểm kém vì bản thân chưa chăm chỉ thay vì gian lận tất cả đều là chiến thắng bản thân nghe thì có vẻ giản đơn nhưng thực tế cần ý chí và nghị lực vô cùng phi thường không những thế nếu không thể chiến thắng bản thân ngoài việc thất bại chúng ta còn dễ dàng xa chân vào bùn lầy có những việc phải thử nhiều lần mới thành một lần thất bại liền từ bỏ đồng nghĩa với việc để nỗi sợ hãi đánh bại Nhân loại có một nhà bác học tên Edison, phải kiên trì hơn 1.000 lần mới chế tạo thành công dây tóc bóng đèn, đem đến ánh sáng văn minh cho nhân loại. Chiến tranh có hàng ngàn vị anh hùng. Họ rơi vào tay địch, chịu tra tấn dã man cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng kiên quyết không phản bội tổ quốc. Họ không phải chiến thắng kẻ địch trước mắt mà chiến thắng nỗi sợ hãi tử vong, đau đớn ẩn sâu trong nội tâm mình. Không tỉnh táo để chế ngự mình sẽ dễ vấp ngã, không nỗ lực khẳng định mình sẽ không bao giờ thành công. Thực tế đã chứng minh bằng rất nhiều tấm gương sáng thầy nguyễn ngọc ký sinh ra với hai tay tật nguyền muốn đi học phải tập viết bằng chân bao lần đau đớn thầy vẫn kiên trì vượt qua và trở thành người thầy lớp lớp học trò kính trọng nhiều người có hoàn cảnh kém may mắn vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên chiến thắng mọi trở ngại nội tâm để thành công nhưng cũng có không ít bạn trẻ được nuông chiều bảo bọc bước ra cuộc sống vừa đối mặt với chút khó khăn liền nản lòng thái trí thậm chí cam chịu sống hưởng thụ buông thả bản thân và xa ngã dần dần tự mình hủy hoại chính cuộc đời mình đó là những trường hợp cần phê phán, nhắc nhở. Chiến thắng bản thân không dễ dàng. Để có thể làm được điều đó, chúng ta cần rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nâng cao kiến thức và bản lĩnh. Chỉ cần có thể vượt qua mặt tối ẩn sâu trong nội tâm, bạn nhất định sẽ có được thành công. Vâng, quý vị thân mến. Trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết về về người tuổi canh thân, sinh năm 1980, từ ban biên tập chương trình. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi, mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới phần bình luận. Xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.